Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Andy. Hôm nay Andy lại có mặt ở chợ Long Hoài các bạn. Andy sẽ đi chợ và sẽ quay lại những cuộc sống hàng ngày nơi đây cho các bạn xem nha. Đây là chợ Long Hoai nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng chợ trước nha các bạn, đi vòng ngoài nha, xem ở đây có những điều gì thú vị ở khu chợ này các bạn. À đây, mình sẽ đi xuống đây. Đây là bán rất là nhiều đồ các bạn. Đây là dưới hầm chợ nha các bạn. Đấy, mình đang đi xuống đây. Ở trong đây người ta bán rất là nhiều đồ, quay lại cho các bạn xem nè. Đây là dưới hầm chợ Long Hoa nha, thành chẹt đó các bạn. Đây là những gian hàng bánh tráng, muối tôm nè. Đây mình đang tiến vào chợ. Dưới đây nè. Còn chờ chú con quay xíu nha chú nha. Đây là những gian hàng bánh tráng, các đặc sản của Tây Ninh này các bạn. Các loại muối nha, các bạn muốn mua muối hay ghé những gian hàng ở dưới lòng chợ nha. Đây. Còn cảm ơn chú. Này rất là nhiều luôn các bạn. Đây là trung tâm của bánh tráng và muối nha các bạn. Con quay xíu nha. Đây là muối con, muối ớt kim xanh các bạn. Đây là tất cả các loại muối nha. Muối là một loại đặc sản. Và đây là những gian hàng bánh tráng. Quay xíu nha cô nhé. Ồ, những gian hàng đẹp quá các bạn ơi. Nói đến Tây Ninh là phải nhắc đến muối tôm và các loại bánh tráng nha các bạn. Đây thì bánh tráng Phương Liên nha các bạn. Phương Liên là cô hả? Dạ, con cảm ơn cô. Đây nè, không thiếu một cái gì đâu các bạn. Cái này là bánh sa tế nè. À. Còn này là bánh me. Dạ. Còn này là bánh bơ. Bơ. Cái này là bánh cái này rất là nhiều loại của ha, rất là nhiều. Cái này ngon lắm, đó là tôm mực. Dạ. Còn này là phô mai sữa. Quay luôn chỗ này với phô mai sữa. Dạ. Cái này là bánh tráng phô mai sữa nha các bạn. Ồ, đây rất là đa dạng, không có thiếu một cái loại gì. Bánh tráng xì ke. À, bánh tráng xì ke nữa hả? Ừ. Cái này là bánh siêu cay nhưng mà ăn càng ghiền như là xì ke. Ăn bánh tráng mà ghiền như xì ke luôn các bạn. Thú vị. Đây là tất cả những đặc sản của Tây Ninh mình nha các bạn. Mình cũng là người con của Tây Ninh nè. Đây, muối của Tây Ninh luôn. Muối của Tây Ninh luôn, cắt tất cả các loại muối. Muối Tây Ninh. À. Tây Ninh mình không có biển nhưng mà lại là nơi sản xuất cho những loại muối tôm là loại đặc biệt nhất của Việt Nam nha các bạn, trên thế giới luôn á. Bánh tráng muối ớt. À, bánh tráng muối ớt để mình cuốn ăn hay là mình sao gì? Đây là hoàn toàn là đặc sản của Tây Ninh mình nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Đây là gian hàng. Cái này là bánh sa tế chua. Sa tế chua. Đây là bánh tét chua. Tét chua. Bánh là bánh ống muối. Tất cả là mấy trăm loại bánh luôn cơ hả? Ồ, quá trời luôn. À. Ăn ngon lắm cái này. Dạ. Này là bánh tráng me hả? Bánh tráng me. Bánh tráng me này các bạn. Bánh me nè. Bánh tráng bơ. Tráng bơ. Ô, còn đây. Bánh cuộn, bánh này bánh tráng trộn rong biển. Này bánh tráng tỏi. Bánh tráng phô mai. Đây có loại bánh tráng rong biển nữa nè các bạn. Đa dạng luôn á. Này bánh tráng tỏi. Bánh tỏi.
này phô mai. Phô mai. Cái này bánh sợ, bánh trộn sợ, bánh trộn á. Rất là nhiều loại luôn mà nhìn rất là đặc sắc, các bạn nhìn ngon quá. Các bạn có ăn ghé tiệm của cô Phương Liên nha. Cảm ơn cô đã giới thiệu nha. Con ăn thử đi, ăn cho biết đi. Dạ. Ăn cái này ngon. Ăn thử nha. Cái này bánh ăn thử đi. Dạ xíu. Đây các bạn, mình đang ở những dưới tầng hầm là khu vực bán bánh tráng, và đây là tiệm bánh của cô Phương Liên. Cô mời mình thử. Đây là bánh tráng gì cô? Đây bánh tráng trong biển, mình thử à. Cái này cái vị nào cũng ngon. Này cái gì con? Cái đó là bánh tỏi. Mình thử. Cô mời mình thử các loại. Cảm ơn cô nha. Đây là bánh tỏi. Muốn có nó có một tư vị riêng ha cô ha. Ngon. À, quý khách nó phải mua nước uống à. À thôi con có nước rồi cô. Cảm ơn. Đây là gì con? Bánh phô mai. Đây là các bạn, bánh bánh tráng phô mai nha các bạn. Này mình thử hết. Ô, các bạn thơm á. Bánh phô mai thơm các bạn. Đây. Bánh trộn sợi. Đây rất là nhiều loại luôn, mình không có ngờ luôn các bạn. Bạn muốn ăn các bạn ghé dưới hầm chợ nha. Tiệm ở đây rất là nhiều loại. Tiệm cô Phương Liên rất là nhiều loại luôn. Cay á. Này là loại gì cơ? Này là bánh tráng trộn sa tế các bạn. Nay mình cô đang cho mình thử tất cả những hai cũng có 6 loại thôi. Nên mình đi quay được ăn miễn phí. Còn đây là bánh cuốn cuộn tôm nha các bạn. Bây giờ mình ăn 6 loại phô mai, hành, rồi dâm biển. Còn đây là món là cuộn tôm. Thử xem ra. Gian hàng của bánh tráng các bạn. Chào. Ngon quá. Đây là tiệm bánh tráng của cô Phương Liên nha. Cô rất là dễ thương nha. Các bạn có mua thì ủng hộ cô nha. Dưới đồng chợ nha. Cảm ơn cô đã cho con thử nha. Chúc cô mua may bán đắt nha. Cảm ơn cô. Đi tiếp. Các bạn nãy giờ là mình đã đi mấy tiệm và đây là mình còn đi nữa nè. Ở dưới đây là rất là nhiều gian hàng về bánh tráng luôn các bạn. Thì quay cho các bạn xem nha. Đây là không thiếu loại gì hết bánh tráng. Đây là dưới tầng cuối của chợ Long Hoa nha các bạn. Đây là mọi người đang chuẩn bị đồ để bán nè. Đây những gian hàng bánh tráng đủ loại luôn, rất là đẹp và nhìn hấp dẫn cho các bạn. Xin chào các cô. Đang đi khu chợ các bạn. Đây là khu chợ chuyên về chợ Long Hoa nha các bạn. Đây là dưới hầm chợ nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi lên phía bên trên chợ xem trên nó người ta bán những gì và mình thú vị mình quay lại nha. Đây là khu vực chuyên về bánh tráng, muối. Gian hàng muối. Đây các bạn, muối tôm, muối thì đủ loại, các bạn không thiếu một cái loại gì hết. Tất cả có bao nhiêu loại muối hả chị? Mỗi một hũ là một loại đó anh. Này chắc khoảng cả mấy chục loại hay gì hả? Ồ, quá trời muối nữa các bạn. Không thiếu loại gì hết nha. Các bạn ăn thì cứ đến chợ Long Hoa nha, dưới hầm chợ đó. Ồ, nhìn hấp dẫn.
Cảm ơn chị nha. Bây giờ em đi đang tiến lên trên chợ đây. Đây là mình ở dưới hầm chợ và bên đây. Bây giờ em đi đang tiến lên phía bên trên chợ. Xem bên trên họ bán gì nha. Đây là bên trên của chợ Long Hoa nha các bạn. Lúc nãy là mình đi dưới tầng hầm nha. Ở bên trên đây cũng bán rất là nhiều đặc sản như là muối và bánh tráng luôn các bạn. Đó, xa xa các bạn thấy không? Quá trời khách du lịch đến đây mua rồi các bạn. Đây, muối. Oh my god. Đây là những khách du lịch họ ghé mua muối là bánh tráng về làm quà rồi các bạn. Cửa hàng rất là đắt hàng nha. Đây. Đấy là mình đi dưới lòng chợ, đây là ở trên khu chợ các bạn. Rất là đông và náo nhiệt nè các bạn. Đây là những gian hàng đặc sản của Tây Ninh, bánh tráng và muối, và không thiếu thứ gì hết khi bạn đến chợ Long Hoa nha. Quay xíu nha. Và bánh tráng. Đây mình đang đi tiến tiếp vào khu chợ phía bên kia xem sao. Đấy là bên hông bên phải, bây giờ mình sẽ đi vào bên phía bên ngoài xem sao các bạn nhé. Bây giờ mình đang đi vào đi bên hông chợ Long Hoa nha các bạn. Đây là mình đi trong lòng chợ và bây giờ mình đi lòng bên hông chợ các bạn. Bên đây thì người ta bán những đồ rau củ quả thịt nha các bạn. Khu chợ Long Hoa lớn quá trời luôn. Bên thông chợ này thì ngoài lề đường người ta bán thường là rau củ quả nhiều các bạn. Rau củ quả, hải sản. Bây giờ mình đang đi về phía đằng sau chợ Long Hoa nha các bạn. Đây là khu ở phía sau chợ Long Hoa. Ở phía sau thì người ta bán thường là rau củ quả các loại. Bạn xem mình đang đi quay khu phía đằng sau chợ Long Hoa nhá. Phía chợ Long Hoa bán rất là đa dạng. Quay chỗ đó chỗ túc nào kìa? Có túc nào đâu? À, cuộc sống ở làng Cao Xá. Em đi cuộc sống làng Cao Xá lắm hả? Ừ, vô coi nha, đăng ký nha. Đây các bạn, đây là bên hông chợ, bên dưới đằng sau chợ. Đây họ bán rất là nhiều các mặt hàng luôn mà. Đây mình đang đi phía sau chợ ở Long Hoa thì thường là ta bán các mặt hàng của thời trang các bạn. Không thiếu một cái gì, đây là quần áo, giày dép đủ thứ nhé các bạn. Đây là mình đang đi giữa trung tâm thời trang của chợ Long Hoa các bạn, bán tất cả các mặt hàng thời trang. Quẹo lối sai, quẹo lối sai đấy các bạn ơi. Quẹo lối sai các em ơi. Đây là gian hàng trung tâm thời trang của
chợ Long Hoa nha các bạn. Bây giờ mình chào các bạn, nãy giờ là mình đã đi vòng chợ và bây giờ mình đi phía bên trên tầng 1 của chợ Long Hoa nha các bạn. Đây là khu tầng 1 của chợ Long Hoa các bạn. Ở đây họ bán những mặt hàng như là giày dép, quần áo, đồ chơi các thứ. Trong đây có bán cả vàng nữa các bạn. Trong đây là bán rất là nhiều các mặt hàng lớn. Mình đang đi phía bên tầng 1 chợ Long Hoa nha. Đây là tầng 1 nha các bạn. Nơi đây bán rất là nhiều đồ. Và mình đã đến điểm ban đầu. Chào các bạn, đến giờ mình đã đi đến nhiều chỗ rồi. Nay mình sẽ tạm dừng chân ở khu vực này. Khu vực này là mình thấy thú vị nhất là ngay từ lúc đầu các bạn. Đây là gọi là chè gì sân sa hạt lộ đây, mình thích ly này nè. Đây là ly sân sa hạt lộ, có nguyên liệu có hạt lộ, đậu xanh, sân sa, bánh lọt. Ồ, nhìn hấp dẫn quá. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Chào gì, đây là gà biệt sinh sát là của gì, là nằm ngay cổng chợ Long Hoa luôn các bạn. Ôi, nhìn hấp dẫn quá. Có nguyên liệu là đường gì hả? Đường, dừa, đậu. Quá đẹp, nhìn hấp dẫn quá. Sáu. Đây là ly sâm sáo nè các bạn. Đây là sinh sa hạt lựu. Này chị bán tới mấy giờ mới xong vậy? Hả? Chị bán từ nào hết chị về, từ nào hết khách chị mới về. Còn khách đóng hoài. Đây là gian hàng sân sa hạt lựu của chị ngay cổng chợ Long Hoa nha các bạn. Ghé chợ Long Hoa du lịch nhớ ghé chị và uống một giải khát nha. Bây giờ tới lượt Andy, Andy sẽ làm một ly. Chị làm cho con một ly sân sa hạt lựu á. Đây bây giờ chị cho đá vô. Đó, cho con ít đá rồi được à. Nước dừa. Mình chỉ ăn thôi. Vậy hả? Đây một ly sạch sa hạt liệu 5.000 vậy? 10.000. 10.000 một ly. Bây giờ Andy đang cầm trên tay và chuẩn bị thưởng thức cho các bạn xem nha. Để đây. Chào các bạn, bây giờ là mình đã đi khắp cái vòng chợ Long Hoa rồi. Bây giờ là mình sẽ nghỉ chân một tí để mình ăn. Và đây là mình, đây là cái món mà mình rất là thích, đó là món sân sa hạt lựu các bạn. Đây là mình sẽ chiến đấu nó như thế nào đây, xem nó ngon không. Quảng cáo cho gì trên YouTube rồi nha, ngon nha. Đây, sân sa hạt lựu 10.000 một ly nha các bạn. Không, còn cảm ơn. Ngon lắm các bạn. Độ ngọt vừa bánh cũng ngon. Ly có 10.000 mà quá trời rồi các bạn. Ngon lắm. Mình đang thưởng thức đây, có sân sa, có hạt lựu nè, có bánh thọt nữa nè. Quá ngon. Ngon lắm gì? Con quảng cáo rồi gì vài bữa là gì bán đắt hàng lắm nha. Nước đường gì nấu vừa thơm và vừa có cốt dừa béo đúng không ạ? Nó không có ngọt như mấy chỗ khác mình ăn. Rất là ngon. Một ly bự như này này, biết ăn hết được không đó. Bye.
cây đậu xanh các bạn. Ngon chưa? Ủa, chị bán đây lâu chưa chị? Chị bán là 20 mấy năm hả? Đây là biệt sân xa hạt liệu có lâu đời nhất ở đây các bạn ạ. Chị bán 20 mấy năm rồi. Nên kinh nghiệm và những và kiến bí kíp là gì thả ở trong đây hết thì rất là ngon luôn các bạn. Nếu các bạn du lịch về Long Hoa, du lịch về Tây Ninh nhớ ghé chợ Long Hoa mua muối tôm, rồi ghé đây là ăn một ly sân sa hạt liệu rồi về nha. Tại sao quá trời khách du lịch về đó các bạn? Còn quá gì? Tức là kinh nghiệm 20 mấy năm ngon. Bà nói mình mua về cái ly nha. Dạ, YouTube của em là cuộc sống ở làng Cao Xá. Dạ, em có quay về núi Bà Đen nữa đó. Về kênh của em tên là... Có gì coi nhớ đăng ký cho con nha. Nhớ đăng ký kênh nha. Cái em quảng cáo về trên mình. Bây giờ có mấy người xin YouTube của mình này các bạn là mình đã cho, mong rằng kênh của mình sẽ phát triển. Rồi mình ăn xong rồi, mình xin up video ở đây nha. Mình xin up video ở đây và các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh của mình nha. Để mình ở Tây Ninh cho các bạn. Các bạn ngày mới tốt đẹp nha. Chào các bạn, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.